Lại làm sao đây? Mày mày, tao nghi người tao có bồ mày ạ. Mày ạ? Có bồ? Ai mà sao mày biết? Thực ra là tao mới chỉ nghi thôi. Tại vì vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng ấy. Nhưng mà tao chắc chắn 100% là nó có bồ. Thật? Chắc. Tao bị cắm sừng nhiều, tao biết. Thế nó có biểu hiện gì không? Biểu hiện à? Dạng này cũng có hay up ảnh với Facebook thường xuyên hơn tháng trước. Up ảnh thường xuyên à? Được Facebook của người yêu mày đấy tao xem. Đây. Ra chưa? Ra rồi đây. Đây này tao bảo. Vì người yêu mày có biểu hiện lại trong một tháng trở lại đây, nên khoảng thời gian điều tra sẽ được thu hẹp lại. Chúng ta bắt đầu điều tra từ ngày 29 tháng 7. Từ ngày 29 tháng 7 đến nay, người yêu mày đã post tổng cộng 9 cái ảnh và 2 status. Thằng này có 2.000 bạn tất cả, nhưng số lượt xem chỉ có vài 300 người. Đặc biệt, lượt tương tác chỉ đến vài trăm. Chỉ thả biểu lộ cảm xúc, không hề comment. Suy ra con người này có mối quan hệ không tốt trên mạng xã hội, khiến nhiều người bằng mặt mà không bằng lòng. Chắc chắn nhiều người trong số 2.000 bạn kia đã để unfollow. Kết bạn mà follow, đỉnh cao của sự khinh bỉ. Quay trở lại 100 người xem kia thì ta đã lọc ra được 3 đối tượng thường xuyên thả tim, đồng thời cũng là 3 đối tượng đáng nghi nhất. Đó chính là thằng Vĩnh, Linh, Trốn. Bỏ qua trường hợp thằng Vĩnh bởi thằng này là em họ. Con Linh Trốn cũng bỏ qua bởi vì con này bán hàng online. Thì khác của nó bốt ảnh nó lại thả tim, đúng không? Không được mày ạ, tao thấy con này khả nghi lắm. Hôm trước nhá, tao thấy người yêu tao chuyển tiền cho nó với nội dung ghi là tiền ăn lon. Chắc chắn là đây tầm tiểu với nhau rồi. Điên à? Con Linh Chú nó bán lợn khô thì chuyển khoản không giống lại chẳng ăn lon. Vậy thì chắc chắn bồ của người yêu tao chính là... Mà nhớ chưa hết, sở status của bồ mày buồn nó thả xét, mà vui thì nó bấm like. Cái ảnh nào của bồ mày nó cũng thả tim. Là sao? Giỏi lắm. Dám tắm xung con này thêm một lần nữa. Đã thế, chia tay. Alo, sao rồi? Con Chi bây giờ đang mải đi đánh đen với con Tuyết rồi. Ông cứ thoải mái đi chơi với Tùng trai đi nhá. Thế à? Tốt.